Hùng Rô Kiêu Ngạo. Một cô gái ngồi khóc thút thít, một vị thần hiện lên và hỏi: Làm sao con khóc? Dạ thần ơi, thằng người yêu khốn nạn của con, nó đăng cái clip con với nó làm chuyện ấy lên trên mạng. Vị thần tỏ ra thông cảm, vỗ nhẹ vào vai cô gái. Con có thể cho ta xin đường link đó được không? Giáo sư thuyết trình, độ 20 năm nữa sẽ có những cỗ máy tự động, chỉ cần nhét con bò vào đầu này thì đầu kia sẽ cho ra xúc xích. Thế liệu có cái máy nào ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia cho ra con bò không, thưa giáo sư? Một sinh viên hỏi. Giáo sư, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ thưa giáo sư, em 19 ạ. Vậy 20 năm trước ở gia đình nhà cậu đã có một chiếc máy như vậy. Có hai anh bạn lâu lâu mới gặp nhau. Một anh hỏi: Hùng này, dạo này trông anh sao mập ú vậy? Có gì đâu. Vợ tôi làm ở nhà máy sản xuất bột mì, cơ quan lại trả lương bằng sản phẩm, ăn bột mì mãi nó mập lên như vậy đấy. Thế còn ông, sao lại ốm còm nhom như vậy? Vợ tôi cũng làm trong nhà máy, công ty vợ tôi cũng trả bằng sản phẩm. Nhà máy gì mà ông ăn lại còm nhom như vậy? Nhà máy của vợ tôi là sản xuất bao cao su. Vào giờ tan sở, trên một chuyến xe buýt chật ních người, có một cô gái xinh đẹp bị một anh thanh niên đứng sát vào phía sau. Đi được một đoạn đường khá dài, cô gái cảm thấy khó chịu, liền la lên: Này, anh có cái quái gì cứ ngắc, cứ cọ cọ vào người tôi thế? Anh chàng thanh niên thì thào khe khẽ: Cô an tâm, tôi mới lĩnh lương, xe đông quá không dám đút túi sau, vì sợ mất cắp nên tôi cuộn lại, tôi nhét vào phía trước. Một lúc sau cô gái lại kêu toáng lên: Này anh kia, anh làm sao mà lương của anh cứ tăng nhanh như vậy? Có một anh bậm nhậu đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ, một bà ở trong đó thấy vậy liền la toáng lên: Ở đây là dành cho phụ nữ đấy. Anh bậm nhậu vẫn cứ thản nhiên tè luôn, vừa tè anh ta vừa chỉ vào rồi nói: Cái này cũng dành cho phụ nữ nhá.